Chào tất cả các tình yêu ha. Hôm nay sữa Uyên lại về ha. Đó, mẫu đát mới nhất cho các tình yêu luôn ha. Và giấy tờ kèm theo đầy đủ nha. Và cả những cái giấy hướng dẫn nè, mới nhất nè, đó, của công ty ha. Đó, về bệnh virus corona nè. Đó, tất cả những cái giấy tờ brochure này khi mà Uyên gửi một cái lon sữa này tới cho tất cả các tình yêu thì là Uyên đều gửi kèm cái giấy bướm này ha. Ở của công ty hướng dẫn cho tất cả các tình yêu cách sử dụng ra sao ha, và để phòng chống bệnh corona nè, rồi giấy hướng dẫn đầy đủ ha. Đó, những cái công dụng của nó ra sao nè, quá trình chuyển hóa trong cơ thể khi sử dụng sữa Infallibit như thế nào ha, và thành phần trong một lon sữa là ra như thế nào ha, và tại sao chúng ta phải cần sử dụng cái sữa này. Đó, giá lẻ một cái sản phẩm này là 1.536.000 nha, là giá lẻ của công ty. Thì bên Uyên hiện đang để giá của nhà phân phối cho tất cả các tình yêu luôn nha, 1.280.000 nha, đúng giá nhà phân phối nha. Nếu đúng giá lẻ là tới 1.536.000 ha. Và tất cả những sản phẩm sữa chính hãng bên Uyên gửi đến cho tất cả các tình yêu là đều có giấy bướm hướng dẫn nè. Đó, hướng dẫn ha, cách uống ra sao, phòng ngừa ra sao, và có cả giấy bướm uống phòng ngừa virus corona luôn, thông tin luôn cho tất cả các tình yêu luôn nha. Đó, và đây là lon sữa mới nhất. Sẵn Uyên sẽ quay kỹ về cái lon sữa này cho mọi người, và tất cả những cái lon sữa khi Uyên gửi đến cho mọi người là đều có giấy ha, có giấy là gửi ha, có giấy phiếu giao hàng ha. Đó, hóa đơn đầy đủ về cái sản phẩm sữa này luôn cho mọi người luôn nha. Đây, Uyên sẽ quay sơ lại cho mọi người nè. Đó, hình ha, nguyên gia đình là biểu tượng là tất cả mọi người nè, ai cũng có thể uống được sữa này nha. Đó, từ trẻ em cho đến người lớn tuổi nha. Một hộp là 450g ha. Đó, và đây là biểu tượng cây đa lá dương sĩ New Zealand nè mọi người. Uyên sẽ quay kỹ lại cho mọi người nha. Đó, đây là hộp lon chính hãng. Và đây là thông tin của lon sữa nha. Đó, hàng nhập khẩu ha, 100% từ bên New Zealand nha mọi người nha. Vì sản phẩm này rất rất là được ưa chuộng ở Việt Nam nha, nên là công ty ở bên New Zealand này chấp nhận cho in tiếng Việt lên nha, chứ không phải là hàng Việt Nam sản xuất nha mọi người nha. Vì bên mình là người dân của bên mình là tiêu thụ rất rất là nhiều, nên là công ty ưu ái ha, in riêng thông tin tiếng Việt để cho những người Việt của Nam của mình có thể sử dụng uống ha, chứ không phải là hàng mà sản xuất ở Việt Nam. Mọi người lưu ý lại giúp Uyên ha, hàng sản xuất trực tiếp bên New Zealand nha. Đất nước New Zealand là được mệnh danh là đất nước thiên bò, thiên đường của những con bò sữa nha. Đây, đây là cái biểu tượng của những cái người đạo hồi Hindu nha. Những cái người này là họ là chuyên ăn uống những cái sản phẩm sạch, nên là cái sản phẩm sữa mình cực kỳ sạch mới được cái biểu tượng này nha mọi người nha. Và đây là cái chỗ nào mà ai chép nè, mọi người có thể là dùng cái phần mềm ha, bên Zalo như thế này nè. Đó, mọi người có thể kết vào và chép nha. Đây, Uyên sẽ mở cho mọi người xem nha. Mọi người có thể click vô cái chỗ Zalo, cái biểu tượng dấu cộng này giúp Uyên ha. Và nó có chỗ là quét mã QR nè, QR nè. Mọi người click vào ha. Và chỉ cái này vào cái chỗ mã như thế này giúp Uyên nè. Đó, nó sẽ quét nha mọi người nha. Nó sẽ quét ra cái mã coi là cái sữa của mình phải đúng hàng chính hãng không nha, tất cả các tình yêu nha. Đây, nó ra rồi nha mọi người. Đó, và khi ra là nó ra thẳng trực tiếp vào cái công ty sữa của mình luôn nha mọi người nha. Đó, đây, sữa non nè, đó, dành cho tất cả mọi người nha, Infallibit ha, trực tiếp của công ty ở bên New Zealand luôn nha mọi người. Và cách hướng dẫn sử dụng luôn nè, đó, rất là dễ ha. Và cái thứ hai nữa là Uyên sẽ mở đát mới nhất cho mọi người xem nè. Đây, đát mới nhất nha. Và cái nét chữ hồi xưa là nó nhỏ đúng không, bây giờ là nét chữ to nha. In đá to nè, logo vuông to nè, 2020 đến 2023. Đây là lon sữa mới nhất mà Uyên mới lấy trực tiếp từ công ty về, và giấy tờ đầy đủ cho mọi người luôn ha. Đây, thông tin ha, địa chỉ và số điện thoại của Uyên, mọi người có thể kết Zalo qua số 0938033035 hoặc 0767750430 để được mua đúng hàng chính hãng ha, sữa Infallibit nha. Đây, đát mới nhất 2023, giấy tờ đầy đủ và giấy bướm đầy đủ cho mọi người luôn nha mọi người nha. Đó, hướng dẫn mọi người cách uống đầy đủ luôn ha. Đó, chỉ có bên nhà phân phối Lê Thị Tân Uyên mới đầy đủ giấy tờ an toàn cho mọi người khi sử dụng sữa này ha. Không có lo là hàng nhái hàng